Sư phụ, con chim này đẹp quá, con thích nó vô cùng. Vậy thì con hãy trị thương cho nó thật tốt. Con làm sao vậy? Sư phụ, nó sắp bay mất rồi. Vậy thì để cho nó bay đi. Không được, con có thể đút thức ăn cho nó ăn mà, đút nước cho nó, chăm sóc nó cả đời. Con thật sự thích nó lắm. Hơn nữa nếu để nó ra ngoài, nó sẽ bị thương nữa. Vậy phải làm sao đây? Nhưng con không thể cho nó trời đất đặc sắc bên ngoài. Mau mở cửa đi, nếu không nó sẽ đụng bị thương đó. Tại sao lại như vậy? Hey, Nhất Thiên à, con phải biết là trên thế giới này có một số người sẽ giống như một con chim đã định sẵn là thuộc về của bầu trời. Chúng ta chỉ là khách qua đường, bởi vì chúng nó đã dự định sẵn là sẽ bay. Sư phụ, con hiểu rồi. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó nó không thể bay nổi nữa, muốn tìm một nơi để nghỉ chân, thì con vẫn vui lòng chăm sóc nó cả đời. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.